Klopp và những vấn đề phải giải quyết nếu Liverpool muốn vô địch Ngoại hạng Anh. Trận thua 2-3 trước West Ham đã phơi bày mọi vấn đề của ứng viên vô địch Liverpool. Để có lần thứ hai lên ngôi ở đấu trường này, Liverpool cần phải xử lý nhiều thứ, từ là nhỏ nhất. Vào đêm qua ngày 8 tháng 11, West Ham đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng trước Liverpool. Trận thắng 3-2, West Ham leo lên xếp hạng thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi có 23 điểm, còn Liverpool tụt xuống thứ 4 với một điểm kém hơn. Đáng chú ý, đây là trận thua đầu tiên của Liverpool sau 26 trận bất bại trên mọi đấu trường. Đó là thời điểm họ thất thủ trước Real Madrid tại Champions League vào ngày 6 tháng 4 năm 2021. Xét cho cùng, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Nhưng cách mà Liverpool để chấm dứt chuỗi trận bất bại kia mới thực sự khiến các fan lo ngại và đặt ra câu hỏi thực sự đầu tiên về khả năng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu trong một ngày bình thường nào đó, thất bại trước West Ham của Liverpool cũng chẳng khác gì việc Man City vừa thua Crystal Palace vòng 10 vừa qua và vừa mới tìm lại niềm vui từ thắng lợi 2-0 trước Man United. Tuy nhiên, điều thực sự quan tâm là cách mà thất bại này phơi bày một cách rõ ràng đằng sau những kết quả tốt ở 26 trận vừa qua. Liverpool vẫn tồn tại vô số những bất ổn. Các dấu hiệu đó đã xuất hiện khi Liverpool tiếp hiện tượng Brighton ở vòng trước. Một màn trình diễn nhợt nhạt và sự chủ quan đến khó tin của Liverpool đã khiến họ dù dẫn trước Brighton với tỷ số 2-0 nhưng vẫn chỉ kết thúc trận đấu với một điểm. Thêm lần nữa, Liverpool lại chết ở những pha phản công sắc sảo của đối thủ, dù đó có là Brighton, West Ham hay bất kỳ câu lạc bộ nào thuộc cửa dưới so với thầy trò của Klopp. Ai cũng biết họ sẽ đá như vậy. Trận thua xứng đáng cho West Ham sẽ là bài học quý giá cho Liverpool bởi chặng đường phía trước sẽ còn dài. Nhưng ngược lại, nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu Liverpool và Klopp không rút kinh nghiệm. Hãy bắt đầu từ hàng tiền vệ. Ở mùa hè 2021, người ta sẽ nghĩ Klopp ngoài việc nâng cấp hàng thủ sẽ phải chi tiền để bổ sung khu vực này. Nhưng rồi ông thầy người Đức chẳng mua ai. Sự già nua và cũ kỹ của các trụ cột ảnh hưởng lớn tới Liverpool. Và một ngày đẹp trời, họ hoàn toàn có thể là điểm tựa cho đồng đội và ngược lại. Như ở trận thua West Ham, Klopp dùng Jordan Henderson, Fabinho cùng một cầu thủ chạy cánh là Alex Oxlade-Chamberlain án ngữ ở giữa sân. Bộ ba này từng đá rất hay khi Liverpool đánh bại Atletico Madrid hồi giữa tuần trước. Nhưng khi đối đầu với hàng tiền vệ 5 người của West Ham, bao gồm Rice, Suchek, Fornals, Bowen và Benrahma, ba anh chàng bên phía đội khách lép vế hoàn toàn. Họ hoạt động không năng nổ, không thể là sự kết nối với hàng công và để lộ ra rất nhiều khoảng trống. Tiếp đây, Klopp chắc chắn cũng phải hoảng hốt trước việc để thủng lưới ở nhiều trận đấu. Manchester City, Brentford, AC Milan, Atletico Madrid, Brighton và bây giờ là West Ham đều đã ghi ít nhất là 2 bàn vào lưới của Liverpool mùa này. Sự trở lại của Virgil van Dijk tưởng như sẽ giúp ích cho Liverpool nhưng rồi nó chẳng được như kỳ vọng. Như ở trận hòa Brighton, van Dijk mắc sai lầm và để lộ ra nhiều khoảng trống, tạo điều kiện cho các chân sút đội khách sút tung lưới của Alisson Becker. Sang tới trận gặp West Ham, mọi thứ cũng chẳng khá hơn là bao với ngôi sao người Hà Lan. Thể lực cũng đang bào mòn những cầu thủ Liverpool, đặc biệt là với Sadio Mane và Mohamed Salah. Trên thực tế, đã có một cầu thủ tỏ rõ sự mệt mỏi trong hiệp 2 do đây là trận đấu thứ 7 trong 23 ngày. Một con số kinh hoàng nếu biết các cầu thủ của Liverpool vận động như thế nào dưới thời của Klopp. Đã tới lúc Klopp nên tin nhiều hơn vào băng ghế dự bị, như Divock Origi đã chơi năng nổ và ghi bàn vào lưới của West Ham. Takumi Minamino mang lại năng lượng từ băng ghế dự bị, còn Thiago Alcantara cũng có những điểm nhấn tích cực lúc được vào sân từ phút thứ 68. Hay như việc Andy Robertson phải gây ải quá nhiều thay vì nên tin tưởng Kostas Tsimikas. Cầu thủ người Hy Lạp chưa đạt tới đẳng cấp của Robertson, nhưng anh cần ra sân để chứng tỏ bản thân có thể làm được gì và tạo ra sự cạnh tranh ở hành lang trái. Khi Chelsea bị Burnley cầm chân một đều, Liverpool lẽ ra chỉ còn một điểm kém đối thủ nếu thắng West Ham thì bây giờ họ lại để câu lạc bộ thành London hơn 4 điểm. Khoảng cách thì không nhiều nhưng cũng chẳng dễ san lấp vì Chelsea đang vô cùng ổn định. Hai tuần tiếp theo sẽ giúp Klopp và các học trò nhìn nhận lại những điều đã qua. Chỉ là Liverpool sở hữu quá nhiều tuyển thủ quốc gia và họ sẽ phải phụng sự nước nhà trong thời gian này. Do đó, Klopp sẽ phải hy vọng các trụ cột của mình đừng bị làm sao ở đợt này. Vì nếu muốn cải thiện phong độ và vá lấp những rắc rối, ông thầy người Đức cần đầy đủ nhân sự. Ngược lại, Klopp sẽ phải đối đầu thêm một vài bài toán khó khác.